Xin chào tất cả quý phụ huynh các em học sinh. Video học hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào bài 80 trong vở bài tập toán lớp 2 bộ sách Cánh Diều. Chúng ta cùng đi vào bài số 1, yêu cầu các em tính 742 trừ 312. Đây là trừ số có 3 chữ số cho số có 3 chữ số. Chúng ta trừ hàng đơn vị trước. 2 trừ đi 2 bằng 0, các bạn viết 0, nhớ viết thẳng cột. Sang hàng chục, 4 trừ đi 1 bằng 3, viết 3, nhớ viết thẳng cột. Sang hàng trăm, 7 trừ đi 3 bằng 4, các em viết 4, viết thẳng cột. Kết quả chúng ta bằng 430. Sang ý tiếp theo, 856 trừ 401, các em cũng trừ hàng đơn vị trước, ta có 6 trừ đi 1 bằng 5, các em viết 5, viết thẳng cột này. Sang hàng chục, 5 trừ 0 bằng 5, các em viết 5 thẳng cột này. Sang hàng trăm, 8 trừ đi 4 bằng 4, viết thẳng cột xuống. Kết quả bằng 455. Sang ý tiếp theo, 499 trừ đi 258, các em làm tương tự. Chúng ta cũng trừ hàng đơn vị trước, 9 trừ 8 bằng 1, các em viết 1, viết thẳng cột. 9 trừ 5 bằng 4, viết 4, viết thẳng cột. Sang hàng trăm, 4 trừ đi 2 bằng 2, viết 2, thẳng cột xuống. Kết quả 241. Sơ ý tiếp theo, 364 trừ đi 310. Thêm cũng trừ hàng đơn vị trước, 4 trừ đi 0 bằng 4, viết 4. Sang hàng chục, 6 trừ đi 1 bằng 5, viết 5. Sang hàng trăm, 3 trừ 3 bằng 0, viết 0. Chữ số 0 đứng đầu này, các em có thể không cần viết. Các em có thể viết mỗi 54 thôi cũng được. Đấy, tất cả chữ số 0 mà đứng đầu tiên này, các em có thể không cần phải viết nhé. Kết quả chúng ta bằng 54. Xong được bài tập số 1, chuyển sang bài tập số 2. Ai chưa xong bài tập số 1, các em dừng lại làm xong bài tập số 1 nhé. Bài tập số 2 yêu cầu các bạn đặt tính rồi tính. Các em sẽ đặt theo hàng dọc giống như bài 1 đấy. Ta có 625 trừ đi 110. Các em sẽ viết số 625 trước, rồi viết số 110 ngay phía dưới. Sao cho hàng đơn vị thẳng cột hàng đơn vị, hàng chục thẳng cột với hàng chục, hàng trăm thẳng cột với hàng trăm. Đặt dấu trừ ở phía ở giữa và gạch ngang thay cho dấu bằng. Trừ hàng đơn vị này, ta có 5 trừ đi 0 bằng 5, viết 5 này, viết thẳng cột này. 2 trừ đi 1 bằng 1, viết 1 thẳng cột này. 6 trừ đi 1 bằng 5, viết 5 thẳng cột. Kết quả bằng 515. Sang ý thứ hai, 865. Các em trừ đi 224. Các em cũng trừ hàng đơn vị trước. 5 trừ đi 4 thì bằng 1, viết 1. Sang hàng chục, 6 trừ đi 2 bằng 4, viết 4, nhớ viết thẳng cột. Sang hàng trăm, 8 trừ đi 2 bằng 6, viết 6, viết thẳng cột. Kết quả bằng 641. Tiếp theo 743. Các em trừ đi 543. Các em cũng trừ hàng đơn vị trước, 3 trừ 3 bằng 0, viết 0. Sang hàng chục, 4 trừ 4 bằng 0, viết 0. Sang hàng trăm, 7 trừ 5 bằng 2, viết 2. Kết quả chúng ta bằng 200. Cuối cùng, 946 trừ đi 932, các em cũng làm tương tự. Các bạn trừ hàng đơn vị trước, 6 trừ đi 2 bằng 4, viết 4. Sang hàng chục, 4 trừ đi 3 bằng 1, viết 1, nhớ viết hàng cột. Hàng trăm, 9 trừ 9 bằng 0, các em viết 0. Riêng chữ số 0 đứng đầu tiên, các em có thể viết hoặc là không viết chữ số 0 này cũng được. Bây giờ cô và các bạn chuyển sang bài tiếp theo là bài tập số 3. Ai chưa xong hai bài tên, các em hãy dừng lại làm cho xong. Sau bài 3 như sau. Yêu cầu các bạn tính theo mẫu. 583, các em trừ đi 32. Các em trừ hàng đơn vị trước, 3 trừ đi 2 bằng 1, viết 1. Sang hàng chục, 8 trừ 3 bằng 5, viết 5. 5 này không trừ gì cả, các em hạ 5, viết 5.
Kết quả của phép trừ bằng 551. Tương tự như thế, chúng ta có 395 kem trừ 43. Kem cũng trừ hàng đơn vị trước, 5 trừ đi 3 bằng 2, kem viết 2 thẳng cột xuống. Sang hàng chục, 9 trừ đi 4 bằng 5, viết 5, viết thẳng cột. 3 thì kem hạ 3, viết 3. Kết quả bằng 352. Tiếp theo, 572 trừ đi 22. Kem trừ hàng đơn vị trước, 2 trừ 2 bằng 0, viết 0. Sang hàng chục, 7 trừ đi 2 bằng 5, hạ 5, viết 5. Đây, 2 trừ 2 bằng 0, viết 0. 7 trừ 2 bằng 5, viết 5. Sang hàng trăm thì kem hạ 5, viết 5. Kết quả của phép trừ thứ hai bằng 550. Sang phép trừ tiếp theo, 846 trừ 40. Kem cũng trừ hàng đơn vị trước, 6 trừ đi 0 bằng 6, viết 6 thẳng cột. Sang hàng chục, 4 trừ 4 bằng 0, viết 0 thẳng chục, thẳng cột. Tiếp theo, 8 hạ 8, viết 8. Kết quả của phép trừ bằng 806. Cuối cùng, 932 trừ đi 32. Kem cũng trừ hàng đơn vị trước, 2 trừ 2 bằng 0, viết 0. Sang hàng chục, 3 trừ 3 bằng 0, viết 0. 9, kem hạ 9, viết 9. Kết quả của phép trừ cuối cùng này bằng 900. Những ai chưa xong bài tập 3, kem hãy dừng lại làm xong bài tập số 3. Chuyển sang bài tập tiếp theo là bài tập số 4. Bài số 4 tiếp tục là một bài tính theo mẫu. Ta có mẫu là 427 trừ đi 6. Kem có trừ hàng chữ số 6 này là hàng đơn vị thì phải viết thẳng cột dưới chữ số 7 hàng đơn vị đây. Trừ hàng đơn vị trước này. 7 trừ 6 bằng 1, viết 1. 2 này không trừ gì cả, hạ 2, viết 2. 4 không trừ gì cả, hạ 4, viết 4. Kết quả của phép trừ chúng ta bằng 421. Tương tự 447 trừ đi 3. Kem cũng trừ hàng đơn vị trước, 7 trừ 3 bằng 4, viết 4 này. 4 không trừ gì cả, sang hàng chục, 4 này không trừ gì cả, kem giữ nguyên, hạ 4, viết 4. Chữ số 4 này hàng trăm, không trừ gì cả này, kem cũng hạ 4, viết 4. Kết quả của phép trừ bằng 444. Sang ý tiếp theo, 627 trừ 4. Các bạn cũng trừ đơn vị trước, 7 trừ đi 4 bằng 3, viết 3. Sang hàng chục, 2 này không trừ gì cả, kem hạ 2, viết 2. Sang hàng trăm, 6 này không trừ gì cả, kem hạ 6, viết 6. Kết quả bằng 623. Tiếp theo, 529, kem trừ đi 8. Cũng trừ hàng đơn vị trước, 9 trừ đi 8 bằng 1, viết 1. 2 không trừ gì cả, hạ 2, viết 2. 5 không trừ gì cả, kem hạ 5, viết 5. Kết quả của phép trừ bằng 521. Cuối cùng 210 trừ đi 6. Chúng ta cũng trừ hàng đơn vị trước, 6 trừ 6 bằng 0, viết 0. Sang hàng chục, 1 không trừ gì cả, hạ 1, viết 1. Sang hàng trăm, 2 không trừ gì cả, hạ 2, viết 2. Kết quả phép trừ bằng 210. Sang bài tập tiếp theo là bài tập số 5. Ai chưa xong bài tập số 4, các em dừng lại, làm cho xong. Bài tập số 5, đặt tính rồi tính, chúng ta có 539, kem trừ đi 28. Chú ý là các em phải đặt tính đúng nhé. Đấy, chữ số 8 hàng đơn vị thì thẳng cột với chữ số 9 hàng đơn vị phía trên. Chữ số 2 hàng đơn vị thẳng cột với chữ số 3 hàng đơn vị phía trên. Trừ hàng đơn vị trước, ta có 9 trừ đi 8 bằng 1, kem viết 1, thẳng cột. 3 trừ đi 2 bằng 1, viết 1, thẳng cột. 5 không trừ gì cả, hạ 5, viết 5. Kết quả bằng 511. Tiếp theo, 387, kem trừ đi 16. Kem cũng đặt tính tương tự cho cô. Ta có 7 trừ đi 6 bằng 1, viết 1. 8 trừ đi 1 bằng 7, viết 7. 3 không trừ gì cả, hạ 3, viết 3. Kết quả của phép trừ bằng 371. Tiếp theo, 602, kem trừ đi 2 cũng làm tương tự. Chữ số 2 hàng đơn vị
thì các em phải viết ngay dưới chữ số 2 hàng đơn vị của số phía trên. Còn các bạn đặt chữ số 2 sang đây hoặc sang đây là sai. Ta trừ hàng đơn vị trước, 2 trừ đi 2 bằng 0, viết 0. 0 này không trừ gì cả, các em hạ 0, viết 0. 6 không trừ gì cả, các em hạ 6, viết 6. Kết quả phép trừ bằng 600. Cuối cùng, 435, các em trừ đi 4. Chữ số 4 hàng đơn vị, nhớ viết thẳng cột với chữ số 5 hàng đơn vị phía trên. Trừ hàng đơn vị trước, 5 trừ đi 4 bằng 1, các em viết 1. 3 thì các em hạ 3, viết 3. Và 4 không trừ gì cả, hạ 4, viết 4. Kết quả bằng 431. Tiếp theo, sau bài tập số 6, ai chưa xong bài tập 5, các em dừng lại làm cho xong. Bây giờ cô chuyển sang bài tập số 6 như sau. Ở một đài quan sát thiên văn, ngày thứ nhất có 259 học sinh đến tham quan. Ngày thứ hai, số học sinh tham quan ít hơn ngày thứ nhất là 45 học sinh. Hỏi ngày thứ hai có bao nhiêu học sinh đến tham quan? Như vậy, muốn biết ngày thứ hai có bao nhiêu học sinh tham quan thì các em sẽ lấy số học sinh đến tham quan ngày thứ nhất, các em trừ đi 45 học sinh. Như vậy, ngày thứ hai số học sinh tham quan thì các em sẽ lấy số học sinh đã đến tham quan ngày thứ nhất là 259. Các em trừ đi 45 học sinh. Chúng ta cũng có thể nhẩm theo hàng ngang. Hàng đơn vị 9 trừ 5 bằng 4, các em viết 4. Sang hàng chục 5 trừ đi 4 bằng 1, viết 1. Sang hàng trăm 2 thì các em hạ 2, viết 2. Kết quả bằng 214. Như vậy, ngày thứ hai có 214 học sinh tham gia. Đáp số hai trăm mười bốn học sinh. Trên đây, cô và các em đã vừa hoàn thành xong được bài 80 trong vở bài tập toán lớp 2 bộ sách Cánh Diều. Để tiếp tục đón xem các video miễn phí trên kênh, các em hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và bấm chuông. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các bài học tiếp theo.